Theo ghi nhận tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, nguồn hàng nhập về cho dịp lễ 20 tháng 11 chủ đạo vẫn là hoa hồng, hướng dương, đồng tiền và hoa lan. So với mọi năm, giá hoa có phần bình ổn hơn. Cụ thể, hồng đỏ có giá 6.000 đồng đến 10.000 đồng một cây, hướng dương từ 9.000 đồng đến 12.000 đồng một cây và các giỏ hoa gồm nhiều loại kết hợp dao động từ 300.000 đồng đến 600.000 đồng. Bên cạnh các dòng hoa tươi truyền thống, một số vựa hoa còn bán thêm hoa nhiều màu xanh, cam, tím, bắt mắt. Hoa năm nay rất là nhiều loại, phong phú và rất là đẹp. Và còn về phần giá cả thì nói chung á, so với cái khoảng mà những cái ngày bình thường á, thì nó sẽ cao hơn. Tuy nhiên là đối với phần mà ngày lễ á, thì em thấy là nó ngang ngửa với giá năm trước. Ngoài các mặt hàng hoa tươi thì hoa khô với đa dạng kiểu Tết và màu sắc cũng là một sự lựa chọn khá thú vị dành tặng cho các thầy cô nhân dịp lễ 20 tháng 11 năm nay.